các bạn đừng có bao giờ có suy nghĩ là khu vực ở tây phía tây tây bắc mang hành kim thì chúng ta lại trồng những loại cây mang hành thổ nhá. Thường ấy thì là trong phong thủy thì chúng ta không dùng tương sinh để mà kích hoạt, và chúng ta sẽ dùng. Vâng, thưa thầy, thì theo cái nguyên lý ngũ hành thì nói đến tương sinh tương khắc của giữa kim mộc thủy hỏa thổ, còn thiếu gì thì ta bổ sung đó, hoặc là khắc gì thì ta chế nó đi. Vậy thì việc chúng ta áp dụng điều này, cây trồng của chúng ta có tuân thủ theo những cái nguyên tắc này không ạ? Ở các cái phương hướng khác nhau thì chúng ta có những cái cây trồng nào phù hợp cho từng phương hướng không ạ? Cây trồng phù hợp với hướng. Rồi bây giờ tôi sẽ đọc cả 8 hướng luôn. Đầu tiên là chúng ta nói về khu vực phía Nam. Khu vực phía Nam này là một khu vực rất là vượng hỏa, và cũng là một khu vực mà nhiều dương khí nhất trong ngôi nhà của chúng ta. Chính vì vậy nên là trong những cái bản mật pháp của tôi ấy, thì tôi hay hướng dẫn các bạn là cách để mà tăng sinh khí trong ngôi nhà của chúng ta, đó là đốt nến ở khu vực phía Nam, đúng nào? Ngoài ra khu vực phía Nam này là một khu vực mà rất là vượng dương, nên là thường ngày xưa khi mà những cái quan lại mà chém đầu hành hình thì đều chém đầu ở ngọ môn quan, có nghĩa là phải quay ra hướng Nam, vì cái hướng Nam đó ấy, khi mà cái vong hồn lìa khỏi xác thì sẽ tan biến ngay, sẽ không còn vất vưởng ở đó để mà báo thù hay gì đó nữa. Khu vực phía Nam vốn mang hành hỏa nên là chúng ta cần trồng những cái loại cây trái có màu đỏ, hoặc là chậu cũng mang màu đỏ, ví dụ như màu đỏ rất là nhiều đúng không ạ? Lan hồ điệp này, rồi hoa phong tiêu này, rồi cây liễu này, rồi cây trạng nguyên, hay là hồng môn, ớt đỏ rất nhiều đúng không? Thì các bạn hãy lưu ý là chúng ta hãy trồng ở khu vực phía Nam những loại cây mà mang hành hỏa, có nghĩa là có nhiều màu sắc màu đỏ đấy, cây cây phong chẳng hạn nhỉ, cây phong này, rồi các loại cây có màu đỏ. Rồi hoặc là ở cái khu vực này thì nếu như mà nói về vật phẩm phong thủy, chúng ta có thể treo cái đồng tam cát hoa mai tài lộc, vì đây là vật phẩm phong thủy thể hiện cho vạn vật đều hanh thông thuận lợi, chiêu tài chiêu lộc ở khu vực phía Nam. Và khu vực phía Nam là khu vực rất là nhiều dương khí, vậy nên là các bạn cũng có thể đặt những cái vật phẩm phong thủy ở đó để mà chiêu cầu về cho nhiều nhà chúng ta nhiều sinh khí hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ nói tiếp đến khu vực phía Tây và phía Tây Bắc. Khu vực phía Tây và phía Tây Bắc này nó là khu vực mang hành kim. Mang hành kim thì sẽ phù hợp với những loại cây có màu vàng. Các bạn đừng có bao giờ có suy nghĩ là khu vực ở tây phía Tây Tây Bắc mang hành kim thì chúng ta lại trồng những loại cây mang hành thổ nhá. Thường ấy thì là trong phong thủy thì chúng ta không dùng tương sinh để mà kích hoạt, và chúng ta sẽ dùng chính hành của nó để nó bình hòa, nó mang lại cái năng lượng bình hòa. Còn nếu như chúng ta dùng hành thổ để mà sinh ra kim thì một phần của thổ nó sẽ sinh ra kim, còn lại là có cái hành thổ ấy, nó vẫn còn rất nhiều hành thổ mà chúng ta không kiểm soát được. Thế mang hành kim thì chúng ta có thể nói đến những loại cây mà có hoa màu vàng, ví dụ như là cây phát tài, cây sơn trúc này, hay là cây cam, rồi một vài kiểu hoa loa kèn vàng này, cây cây điệp vàng này, đúng không ạ? Rất là nhiều loại cây có hoa màu vàng. Và ở trong khu vực này thì chúng ta cũng sẽ, nếu như có trồng cây chậu cảnh thì chúng ta sẽ trồng loại chậu mà nó có màu vàng nhé. Hướng Tây Bắc ở trong nhà thì là một hướng mà có thể nói là hướng của thiên môn. Ở trong phong thủy có hai hướng đặc biệt, đó là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Hướng Tây Bắc thì được coi là hướng của thiên môn, hướng Đông Nam thì gọi là hướng của địa hộ. Tây Bắc là thiên môn. Thiên môn là nghĩa là gì? Thiên môn nghĩa là cửa trời. Thiên môn nghĩa là cửa trời. Và đó chính là khu vực cung càn ở trong nhà của chúng ta. Khu vực cung càn này thì tôi đã giảng rất là nhiều trong các bài giảng của phong thủy, các bài giảng phong thủy rồi, là chúng ta không được đặt những cái hình thế xấu ở trong đó, vì ở đó chỉ phù hợp đặt những cái hình thế mà nó là nó phải là những hình thế tốt. Chúng ta không được đặt bếp, không được đặt nhà vệ sinh, không được để bồn cầu, không được để nhà kho, không được trồng những cây quá lớn, đúng không ạ? Trong khu vực phía Tây Bắc. Vậy nên là trong khu vực phía Tây Bắc này, chúng ta nếu như mà có trồng cây thì các bạn nhớ là trồng những loại cây nhỏ và có ý nghĩa là chiêu tài hút lộc, hoặc là những cây tốt cho sức khỏe. Ví dụ như một vài loại cây thuốc ấy. Vậy là loại cây thuốc. Và nhớ là hướng Tây Bắc ấy, thì chúng ta sẽ trồng những loại cây mang hành kim nhá. Rồi. Và tiếp theo là phía Bắc. Phía Bắc thì là cung khảm. Khảm thì là mang hành thủy, nên là chúng ta sẽ trồng những loại cây mà thủy sinh, những loại thủy sinh ở trong bình. Ví dụ như thủy sinh ở trong bình có màu xanh, thì các bạn thấy là có một cái cây vạn niên thanh,
cái vạn niên thanh là những loại cây nhỏ mà nó rủ xuống đấy, thì sẽ rất là tốt. Ở khu vực phía Bắc này chúng ta cũng có thể trồng một vài những loại cây ở trong bình, ví dụ như là cây thủy tiên, đúng không? Cây hoa thủy tiên, vạn niên thanh, hoặc là cây trúc khai vận ấy. Các bạn hay gọi là trúc khai vận, tôi cũng chả biết nó tên là gì, nhưng mà tôi thấy các bạn hay gọi là trúc khai vận. Rồi tiếp theo là khu một khu vực nữa là phía Tây Nam và phía Đông Bắc. Tây Nam và Đông Bắc thì là mang hành thổ. Tây Nam và Đông Bắc thì mang hành thổ, thì hợp với những loại cây mà là chịu được ánh mặt trời. Có nghĩa là những loại cây mà nó ưa nắng cao. Ưa nắng cao thì có thể nói đến là cây hồng, cây phú quý, cây châu bà. Cây châu bà mà, hoặc là cây cau vàng. Cả những loại cây làm trong thì trong cái khu vực này thì chúng ta nên trồng những loại cây mà để ở trong chậu bằng đá. Để trong chậu bằng đá vì muốn mang hành thổ mà. Tiếp theo là hai khu vực cuối cùng là phía Đông và Đông Nam. Như tôi đã nói, phía Đông, Đông Tây Nam Bắc là tứ chính. Hướng tứ chính đó thì chúng ta có thể đặt những cái hình thế phong thủy để mà kích hoạt. Và trong cái khu vực này, nếu như các bạn mà đặt ở phía Đông Nam thì Đông Nam là khu vực địa hộ. Khu vực địa hộ là một khu vực rất là đặc biệt ở trong cái ý nghĩa trong phong thủy. Vậy thì phía Đông và phía Đông Nam của chúng ta vốn là mang hành mộc. Các bạn nhớ là Đông và Đông Nam thì mang hành mộc, nó tương đương với cả những cung mệnh là Trấn và Tốn đấy. Trấn và Tốn thì đều là hành mộc, thì nó hợp với những loại cây xanh. Những loại cây xanh mà có tán lá rộng, tán lá sum suê, tán lá kín chứ, tán lá kín. Và các bạn phải chọn cái loại cây mà nó trồng xuống đất, mang ý nghĩa là phát. Ví dụ như là cây bảo thạch này, cây trúc nhật này, cây trúc quan âm này. Còn ví dụ như là một số các cái loại cây mà nó mang nhiều ý nghĩa mà mang đến cát lành may mắn, nhưng các bạn cũng có thể dùng được. Ở trong khu vực này các bạn có thể, tôi thấy có một loại cây rất là đẹp và nó cũng phù hợp với ở khu vực này, đó chính là cây ngâu. Cây ngâu này, cây duối này, tôi rất thích hai loại cây đó. Rồi cả cây thiết mộc lan. Cây thiết mộc lan trong cái khu vực và phía Đông và Đông Nam thì cũng là phù hợp. Rồi, đó là tất cả những kiến thức về bốn hướng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thịnh vượng, bình an là sở nguyện của rất nhiều người. Bạn thì sao? Thất nghiệp, thị phi, bị chèn ép, khó thăng tiến, hôn nhân đổ vỡ, gia đạo bất an, không giữ được tiền của, sức khỏe suy giảm, có vô vàn vấn đề xoay quanh khiến cuộc sống của bạn bế tắc. Bạn cần một ngọn đuốc dẫn lối nhưng vẫn chưa thoát ra được. Tại sao vậy? Phúc hay họa cũng từ ngôi nhà mà ra. Khi ngôi nhà phạm thế xấu, những người sống trong ngôi nhà đó dễ gặp phải tai ương, sức khỏe sa sút, vận hạn liên miên, thậm chí tán gia bại sản. Phong thủy Phùng Gia ứng dụng khoa học phong thủy chính phái vào từng công trình phong thủy nhà, từ thực địa đến online, cho hàng chục ngàn gia chủ tạo sự cải biến trọn vẹn cho mỗi bản mệnh. Trong đó, hàng ngàn công trình lớn mang giá trị vượt thời gian. Nhà thờ hội đồng họ Nguyễn ở Thuận Thành, Bắc Ninh, đền Mẫu Thoải ở Long Biên, đền Bà Chúa Then ở Bắc Ninh, chùa Đông Hội và Đông Hương Tự, thiền viện của cô Lenny ở Phước Long, An Lãng Tự ở Phú Thọ, công trình âm trạch đặt mộ nguyên Phó Thủ tướng. Dịch vụ thiết kế phong thủy nhà giải quyết mọi vấn đề, mang đến sự cải biến lớn trong cuộc đời. Cải biến thiên mệnh, hóa giải vận hạn dựa trên năm, tháng, ngày, giờ sinh của từng gia chủ. Cân bằng địa khí, giúp hài hòa khí trường, âm dương. Nhờ đó, bạn cải thiện sức khỏe, kích hoạt quý nhân, chiêu cầu may mắn và tài lộc, cũng như tụ tài, giữ của. Chúng tôi đã trao giá trị đến hàng ngàn gia chủ, và người tiếp theo là bạn. Hãy liên hệ hotline 0858 111 999, website phongthuyphunggia.com, fanpage Phong Thủy Phùng Gia, tôn chỉ cao nhất của chúng tôi. Gốc sâu nhất của phong thủy là tâm, đạo cao nhất của phong thủy là hành thiện tích đức.